đồng chí Tuấn. Đồng chí có tự tin là mình sẽ làm tốt hơn đồng chí Hải không? Dạ tôi tự tin. Lên vị trí thực hiện nội dung. Cố lên. Chuẩn bị đánh trạng. Chém một thuận. Nhắm. Thôi tổng. Vừa rồi các đồng chí đã quan sát đồng chí Tuấn thực hiện nội dung động tác chém bổ thuận. Tôi hỏi đồng chí Sơn là qua quan sát đồng đội thực hiện các nội dung, đặc biệt là với nội dung đánh sẻng, thì nếu lên làm thì đồng chí có tự tin là thực hiện bằng hoặc hơn đồng chí Tuấn không? Tôi tự tin ạ. Được. Quá trình luyện tập sau đó sẽ tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả của các đồng chí. Qua nội dung kiểm tra động tác đánh sẻng, biểu dương tinh thần cố gắng của các đồng chí. Đặc biệt, đồng chí Tuấn mặc dù chưa được luyện tập nhiều nhưng nắm nội dung và tư thế động tác tương đối vững chắc, lực chém mạnh đủ sát thương được mục tiêu. Đề nghị các đồng chí trong trung đội phát huy tinh thần học tập cố gắng của đồng chí Tuấn. Sau đây, dưới quyền chỉ huy các đồng chí tiểu đội trưởng, đưa bộ đội lấy vật chất cơ động về các vị trí luyện tập. Bắt đầu. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media.